Một phút suy ngẫm, Việt Nam có ưu thế gì để chinh phục thị trường xây dựng nước ngoài? Trong chương trình thì sẽ mong muốn là anh Hải có thể có một cái thử thách nào đó hoặc một cái câu hỏi nào đó dành cho khán giả, và khán giả cũng sẽ tương tác với anh thông qua cái câu hỏi này. Thì không biết qua cái chia sẻ của tôi đó, chúng ta lấy cái gì để tin là chúng ta có thể thành công trong việc chinh phục được thị trường nước ngoài? Cũng xin hỏi là khán giả nghĩ Hòa Bình có cái gì để có thể thực hiện thành công cái cuộc cách mạng? Cảm ơn anh Hải, câu đó rất là hay. Cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm nhé. Cảm ơn sự cố vấn nội dung của IPP.